Quốc sư Hiền Thủ Đại sư Thanh Lương Đều là người minh tâm chiến tánh Chúng ta đọc giọng tận hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ Trong này đưa ra bốn điều kiện quan trọng là tứ đức Là điều không thể thiếu trên con đường tu hành chứng quả Thứ nhất là tùy duyên diệu dùng Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Công đức này chính là diệu dùng Hiện nay một số người trong xã hội tùy duyên Tùy duyên họ tạo nghiệp Tùy duyên họ đang tạo nghiệp địa ngục Như vậy thì không còn dịu nữa Tương lai họ chịu là gì? Ba đường ác Bởi thì Phật Bồ Tát dạy chúng ta tùy duyên phải Diệu dụng Dịu dụng là gì? Không tạo nghiệp Tùy duyên không tạo nghiệp Chẳng những không tạo ác nghiệp Đến thiện nghiệp cũng không tạo Vì sao vậy? Vì thiện nghiệp sanh vào ba đường lành Không tương ưng với thế giới cực lạc Như vậy là không dịu dụng Tạo thì phải tạo Nhưng cả hai bên thiện ác đều không đứng vào cũng chính là không phân biệt không chấp trước. Đây là gì? Đây gọi là Tịnh nghiệp. Quả báo của tịnh nghiệp trong lục đạo không có. Quả báo ở đâu? Quả báo ở thế giới cực lạc. Trong tâm quý vị, chỉ có Phật A Di Đà, chỉ có thế giới Tây phương cực lạc chúng ta làm tất cả điều lành đoạn ác tu thiện vì sao vậy tất cả đều vì thế giới cực lạc công đức tôi làm những việc tốt đoạn ác tu thiện hồi hướng vì thế giới cực lạc nâng cao phẩm vị của mình đây gọi là tịnh nghiệp không thể không hiểu đạo lý này ngày nay chúng ta đoạn á ngày nay chúng ta tu thiện là vì phật a di đà tuân thủ giáo huấn của phật a di đà đây là tu hành tu điều gì tu tâm thanh tịnh của mình tu tâm bình đẳng của mình Nếu không tiếp xúc với người Không tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Thì quý vị tu thanh tịnh bình đẳng ở đâu? Tu với tất cả những hữu tình chúng sanh Đó là hề nhật Vì sao vậy? Hoàn cảnh phức tạp Nếu tu hành ở đây thật sự đoạn tận được tâm tốt xấu dùng tâm bình đẳng đối đãi với người không phải tôi thích cái này không thích cái kia như vậy không được những thứ đó là tập khí phiền não phải đoạn tận nó đoạn tận phải thường tiếp xúc trong khi tiếp xúc rèn luyện dần thật sự không còn ý niệm này không còn ý niệm tốt xấu Thật sự lấy tâm bình đẳng đối nhân tiếp vật Giống như Phật A-di-đà Thực hành trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Thật tu thật hành trì Đó chính là câu thứ hai Oai nghi hữu tắc Ta khởi tâm động niệm Có quy củ Ngôn ngữ hành vi cũng có quy củ. Quy củ này là gì? Trong Phật pháp như vừa mới nói, khi Tịnh Tôn Học Hội thành lập đã đề xuất năm khoa mục: Tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, tám học, lục độ, thập đại nguyện dương. Tôi đưa ra năm khoa mục này, năm khoa mục này chính là quy củ của chúng ta. Chúng ta làm người trong đời này khởi tâm động niệm không rời khỏi năm phạm di này. Đều có thể tương ưng với nó. Ngày hôm nay, ta thật sự đã học Phật. Không rời Phật A-di-đà, không rời Đức Thí Tôn. Những gì Phật dạy tôi đều y giáo phụng hành. Đây gọi là học Phật Nếu dứt bỏ những thứ này Đó gọi là Phật học Không phải học Phật Đó gọi là Phật học Phật học là nghiên cứu giáo huấn của Phật Như một loại học thuộc của thế gian Không liên quan đến nhân quả báo ứng Và tư tưởng cuộc sống của mình Đây gọi là Phật học Người à, đây học là... Phật thực sự Thái độ của họ vô cùng trong sáng Câu thứ ba là Tâm thái của người học Phật Trong ngoài nhất như Bên ngoài như hòa Như thuận hòa mục Như thuận nghĩa là họ có thể hàng thuận chúng sanh sống hòa thuận với tất cả chúng sanh hòa một và hài hòa khác nhau ý nghĩa của hòa một thâm sâu trong một có tình thân vậy là thân hòa hòa một là thân hòa hai hòa vẫn có khoảng cách hòa một không có khoảng cách hòa một là gì anh em chị em cha con anh em chị em hòa một hai hòa là người ngoài xóm làng xung quanh họ có khoảng cách đối với tất cả mọi người đều giống như anh chị em của mình vậy chất trực chất trực là chân tâm đây là bản chất bản chất là trực tâm trực tâm là đảo tràng trực tâm chính là tâm chân thành không có chút hư ngụy nào đây là gì đây là phật bồ tát nếu chúng ta không dùng tâm này đối với người như vậy là chúng ta không có học phật người ta gạt mình mình lấy tâm chân thành đối đãi họ Quý vị nói là gì sao Ta học Phật Họ không học Phật Họ trôi lăn trong luân hồi lục đạo Tâm họ đang gạt chúng ta là tâm luân hồi Họ tạo nghiệp luân hồi Còn chúng ta muốn đến thế giới cực lạc Tâm luân hồi không đến được thế giới cực lạc Ta cần phải buông bỏ tâm luân hồi như chư Phật Bồ Tát ứng qua ở thế gian Chúng sanh dùng tâm hư ngụy đối với Phật Nhưng Phật dùng chân tâm đối với chúng sanh Chúng ta học ai? Phải hiểu rõ ràng, minh bạch